Xin được kính chào anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Mua Bán Xe Cũ. Và em là Tuấn đến từ chợ ô tô Việt Nam, có địa chỉ 26D Phạm Hùng. Và ngày hôm nay tiếp tục series những chiếc xe gầm cao em muốn được giới thiệu đến anh chị và các bạn. Đây là một chiếc Hyundai Tucson phiên bản 2.0 đặc biệt. Chiếc xe sản xuất năm 2017, có tên tư nhân, sẵn biển số Hà Nội. Chiếc xe thì có ngoại thất màu đen, nội thất màu kem. Đây là một chiếc xe cực kỳ là nhiều option so với các xe cùng phân khúc. Ví dụ như là Mazda CX-5, Peugeot 30008, đó là những đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Hyundai Tucson. Và ở thời điểm năm 2017, nếu mà muốn sở hữu được một chiếc Hyundai Tucson phiên bản máy xăng đặc biệt này thì anh chị phải bỏ ra với cái số tiền cực kỳ là cao, gần 1 tỷ đồng thì mới có thể sở hữu được chiếc xe này. Còn vào thời điểm năm 2022, một chiếc xe đã qua 5 năm sử dụng rồi, thì bên salon em với bán với cái giá nó rất là hữu nghị cho quý anh chị và các bạn. Thì sau đây em cùng quý anh chị và các bạn đi tìm hiểu nội ngoại thất về chiếc Hyundai Tucson này, xem có những tính năng, nhược điểm gì hay. Phía dưới nắp capo này thì được trang bị là động cơ 2.0 lít, sản sinh công suất lên đến 156 mã lực. Kết hợp cùng với đó là hộp số 6 cấp AT, vận hành cực kỳ là trơn tru và mượt mà, đến từ chiếc xe của Hàn Quốc. Và trên phiên bản 2.0 đặc biệt này thì sẽ còn một phiên bản tiêu chuẩn, phiên bản thiếu nữa anh chị nhé. Thì đây là một phiên bản đầy đủ nhất trong phiên bản 2.0 máy xăng. Về phần đầu xe, ngay chính giữa phần đầu xe đây thì logo của nhà sản xuất cực kỳ là nổi bật. Ca lăng thì được thiết kế theo dạng 3 nan ốp chrome, rất là nổi bật phần đầu xe. Về cụm đèn pha cốt của chiếc xe đây thì được trang bị là cụm đèn bi LED có thấu kính projector. Đây thì là giải LED định vị ban ngày. Và đây là hệ thống đèn mở góc khi vào cua. Phía dưới đây thì là hệ thống rửa phe. Hệ thống đèn gầm thì là bóng halogen. Mặt đèn rất là sáng bóng anh chị nhé, không hề có dấu hiệu bị ố vàng với một chiếc xe đã qua 5 năm sử dụng. Mâm lốp của chiếc xe thì được trang bị là lốp 18 inch, kết hợp cùng với đó là vành phay đa chấu cực kỳ là dễ nhận dạng của Hyundai Tucson. Và bốn bánh này thì cũng được trang bị bốn bánh đĩa, bốn phanh đĩa ABS chống bó cứng cực kỳ là an toàn. Đó, có phân bổ lực phanh này, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ đổ đèo. Đó là những tính năng cực kỳ hay trên chiếc Hyundai Tucson. Xe thì cũng có xi nhan trên gương và bậc lên xuống, rất tiện lợi cho xe gia đình có trẻ nhỏ và người già. Về phần đến phần cụm đèn hậu thì cụm đèn hậu cũng được trang bị là cụm đèn full LED, rất cực kỳ là dễ nhận diện. Phía dưới đây thì là những cái cảm biến va chạm. Cảm biến va chạm phía sau xe cực kỳ là an toàn. Xe cũng được trang bị là camera lùi theo xe luôn. Cốp cũng là cốp chỉnh điện. Thể tích cốp thì cực kỳ là rộng rãi. Khi gia đình mình hoặc là đi picnic, đi dã ngoại, thể tích cốp này thì để được rất là nhiều đồ. Phía dưới đây thì là hệ thống lớp sơ cua. Lớp sơ cua còn chưa một lần chạm đất anh chị nhé. Anh chị có thể thấy vạch sơn của nhà sản xuất này chưa chạm đất nhé, còn rất là dày. Đây là hệ thống kích và những cái hỗ trợ mình khi xe thủng xăm thôi. Sau đây thì em cùng quý anh chị và các bạn đi tìm hiểu về phần nội thất của chiếc xe. Tay nắm cửa cũng là chìa khóa thông minh Keyless Go nữa, rất là nhiều option. Vào đến phần nội thất thì được trang bị là bọc da màu kem. Trên những cái tab bi, tab lô đây thì cũng là những cái phần bọc da hai màu đen kem, cực kỳ là sang trọng. Kéo kính auto hoàn toàn đều là chỉnh điện hết. Đi vào đây thì là mở cốp và hệ thống chống trơn trượt. Ghế chỉnh điện cho hai bên lái và bên phụ. Vô lăng thì là vô lăng ba chấu, bọc da cao cấp. Kết hợp cùng với đó là các phím bấm đa chức năng.
đàm thoại dành tay to nhỏ âm lượng. Bên đây thì là cruise control, đèn gạt mưa đều là tự động hết ạ. Bác chủ cũ thì cũng đã độ màn lên màn Android rồi, nên là về cái vấn đề giải trí thì cực kỳ là yên tâm. Điều hòa auto hai vùng độc lập, củ số bọc da, phanh tay điện tử, auto hold, hỗ trợ đổ đèo, drive mode 3 chế độ lái, cực kỳ là nhiều option anh chị nhé. Trên đây thì là hệ thống gương chống chói, chỉnh cơ. Xe thì bác nào mà may mắn sở hữu được chiếc xe này thì bên em cũng tặng luôn bác là camera hành trình luôn. Cửa sổ trời toàn cảnh panorama, rất là nhiều option. Màu kem thì cảm giác cho khoang nội thất này rộng rãi hơn và sang trọng hơn rất là nhiều. Về một chiếc SUV 5 chỗ đến từ Hàn Quốc thì hàng ghế thứ hai cực kỳ là rộng rãi. Với một chiếc xe còn đến từ nhà Hàn Quốc nữa thì không thể thiếu được cửa gió điều hòa đằng sau, với mùa hè nóng bức ở thị trường Việt Nam. Chiếc Hyundai Tucson phiên bản 2.0 đặc biệt này sản xuất năm 2017, màu đen, nội thất kem, tên tư nhân, sẵn biển số Hà Nội thì bên salon em đang chào bán với giá là 760 triệu đồng. Giá cả thì hoàn toàn có thể thương lượng khi anh chị qua trực tiếp salon bên em xem xe, chạy thử và cảm nhận về xe. Và các sản phẩm bên em bán ra đều có cam kết cho anh chị là xe không đâm đụng, không ngập nước, hộp số, động cơ là nguyên bản. Anh chị hoàn toàn có thể mang xe ra gara hoặc mình mang vào hãng do anh chị chỉ định. Và chiếc xe này bên em vẫn hỗ trợ anh chị vay ngân hàng lên đến 70% giá trị xe. Với đó là cực lãi suất cực kỳ là ưu đãi ạ. Và với thời điểm giá xe trong hãng thì đang tăng cực kỳ là cao và đang bắt người dùng mua bia kèm lạc, thì với một chiếc xe đã qua sử dụng mà sẵn xe giao ngay tới anh chị và các bạn thì đó cũng là một sự lựa chọn tốt để anh chị và các bạn đáng suy nghĩ. Và video của em xin phép được dừng lại đây. Em xin gặp lại anh chị ở video tiếp theo. Em xin được cảm ơn.